Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành EZ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Zombie 2 nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nha. Cũng như comment dưới video, nó sẽ có động lực rất là lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Rồi, hôm nay thì tôi sẽ đi test cây gì đây? Có rất là nhiều cây mà mình có thể là test, có thể làm được. À, qua arena mùa mới, mình sẽ xem là mình có chiến thuật arena gì đó hay ho không. Xem nào nhá. PVZ2 gì nhờ anh em. Xem nào. Battle Z. Tôi sẽ tra xem. Đây. Có thể là lên được khoảng 7-8 triệu là chuyện bình thường. Vẫn là cái chiến thuật đấy à? Thấy nó là lạ. Bây giờ tăng cường sức mạnh là như thế nào đây? Tôi cũng không hiểu lắm. Vẫn là như vậy à? Hình như là khi mà ta ấn cái là trồng cây mới là cái là ngon ngay. Đấy, ok. Chiến thuật này thì mình nghĩ là cũng sẽ được. Nào. Không thèm dùng cái cây kia luôn. Ui dồi, ok, được đấy anh em ạ. Được, mình sẽ có thể áp dụng chiến thuật này nha anh em ơi. Nói chung là nó vẫn áp dụng, vẫn dựa trên cái chiến thuật mà mọi lần đánh thôi. Chúng ta sẽ bỏ cây này đi. Đấy. Và lần này thì nó được búp sức mạnh anh em ạ. Cây này đi, Impure đi. Chúng ta sẽ nâng cấp cái Mastery của nó lên khỏe nữa. Mình sẽ nâng cấp cái Mastery của nó lên level 10 nhé. Xong rồi thích làm gì thì làm. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhiều cái chiến thuật hơn. Từ mình tắt cái này đã. Hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ giới thiệu cho anh em nhiều chiến thuật hơn để anh em có thể là áp dụng được. Mình sẽ nâng cấp cái Mastery này lên một chút. Mastery này. Impure của mình nó có cái râu nhưng mà nhìn khá là buồn cười. Cái con lê thối, cái này người ta gọi là lê thối. Rồi, nâng cấp lên anh em ơi. Mình cứ nâng cấp cái Mastery lên level 10 đi á. Xong rồi tính sau. Có 500 vàng một lần nâng cấp thôi, khá là rẻ và cho nó khi mình có mắc vàng luôn, nhiều vàng thì nó không dùng hết luôn. Game cũng như vậy. Ok, Mastery level 9 và đây là Mastery level 10. Đã xong. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn thêm một cái cây nữa, đó chính là cây min gọi là min độc. Đấy. Rồi. Rồi bạn ơi. Bây giờ trước tôi sẽ đặt mình sẽ đào hai cây đi này. Chúng ta sẽ không cần dùng cây này nữa. Không được đào đi đâu. Phải vào trong trận cơ. Chúng ta phải vào trong trận thì mình được đào mấy cây này đi nhé. Chúng ta cho mắc tiếng lên trước. Ok, hy vọng là sẽ ổn. Hy vọng mọi thứ sẽ gọi là đơn giản dành cho chúng ta. Mình đang cố gắng đặt ở mọi lúc, mọi nơi, các chỗ. Thực ra thì đừng có đặt quá nhiều, đặt vừa thôi. Đặt hai cây thôi, xong tiễn đặt thì nó sẽ được tăng cường sức mạnh nhé, mà tội gì đúng không? Let rock nào. Ok, tôi sẽ đào hai cây đi. Đó điều dĩ nhiên. Đầu tiên cho cái này trước này. Cho cái này trước này anh em. Lên nào bạn ơi, tăng cường sức mạnh lên. Ơi, nó dẫn vào thì nó sẽ chết đấy anh em ạ. Đặt càng nhiều càng tốt, bây giờ cứ đặt càng nhiều càng tốt. Chúng ta đặt thêm 3 cây ở trên này nữa. Cứ đặt vào bạn ơi. Thoải mái đi. Lê độc cái thứ cho không cho nó vào mà. Chúng ta quyết tâm mà không cho nó vào mà. Ok, rồi chúng ta đặt thêm cây ở đây. Sau đó thì sẽ đặt một số cây ở chỗ này luôn. Không cho nó vào luôn, không cho bọn gà vào luôn. Đố vào luôn đấy. Đố vào luôn bạn ơi. Lê độc thì mình sẽ để càng nhiều càng tốt. Rồi như thế này là ổn nhất rồi đấy anh em ạ. Cũng không cần thiết quá nhiều nữa. Nó không vào đâu. Để xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm nhé. Hy vọng tôi sẽ được nhiều điểm chút. Ok bạn ơi. Cố lên nào. Tăng cường sức mạnh nào. Chỉ cần một cây như thế này thôi, không cần quá nhiều. Tôi sẽ
đặt điếc các kiểu vào đây. Từ từ nhá. Đấy, vào đây nào bạn ơi. Tăng cường sức mạnh lên cho nó khỏe chứ tội gì đúng không anh em. Đây tăng cường sức mạnh cho cái cây độc đấy anh em ạ. Đây tăng cường sức mạnh cho cây độc nhé. Bá đạo vãi đạn luôn. Trời ơi. Độc nào, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho độc vào này anh em ơi. Tôi phải liên tục liên tay này. Ok, liên tục vào anh em ơi. Lê độc phải liên tục vào. Rồi đấy, chúng ta sẽ tiếp tục dùng ở bên này. Nào, được có 2 triệu 7 nhỉ. Tại sao trên mạng nó được tầm 8-9 triệu ta? Mình cũng không hiểu lắm tại sao như vậy. Mình đào và sau mình trồng lê độc liên tục luôn. Trồng lê độc liên tọi luôn anh em ạ. Thì nó quá khỏe, phải nói như vậy. Rồi anh em ơi, ta cái này phát. Chắc là sẽ trồng lê độc liên tục thôi. Cái kia thì không kịp. Cái kia không kịp trồng. Bao nhiêu tiền, bao triệu rồi? 5 triệu à? Tôi nghĩ là tôi có thể lên thêm được nữa nếu cứ dùng lê độc như thế này. Sức mạnh đến từ lê độc thôi anh em ạ. Oh, ok ok, 6 triệu 3. Họ được 7 triệu 1. Thì mình nghĩ mình có thể được hơn nữa nếu mà mình đặt nhanh hơn, thế thôi. Rồi, đây chiến thuật có thể là tốt nhất trong tất cả các chiến thuật mà chúng ta có thể áp dụng rồi. Vẫn xoay quanh cái cây Battery, đó chính là cây quả lê độc. Thôi có cách, tôi có một cách khác nữa. Hay tạo ra zombie nhỉ? Chuyện này thì cũng không ổn lắm. Mình thấy có một chiến thuật khác ở trên mạng nhưng mà có lẽ là nó cũng không ổn lắm. Tầm khoảng 3 triệu. 3 triệu thì thấp quá. Rồi mình có... Thật ra thì cái này hồi rất là nhanh, không cần đến nỗi là ấy đâu. Rồi. Ok, tôi có một mấy cái chiến thuật khác như tầm khoảng 3 triệu, 4 triệu thì thấy không hợp lý lắm. Để xem là chiến thuật nào tốt hơn không. 4 triệu 3, 4 triệu 8, 6 triệu, 7 triệu 1. Rồi ok, mình nghĩ chiến thuật này là ổn nhất rồi. 7 triệu điểm trong Battle Z cũng không phải là một cái ấy gì đâu. Mình sẽ nâng cấp thêm cho tăng cường sức mạnh cho thêm cái cây kia. Đúng không nhỉ? Mình sẽ tăng cường sức mạnh cho cây này M100 đúng không? Nâng cấp lên. Tôi sẽ nên nâng lên M Mastery là 20 cho nó khỏe hơn. Mình hy vọng là sẽ được tầm khoảng 10 triệu điểm trong này. Cây độc nó quá khỏe luôn đi, phải nói như vậy. Nhờ. Cho cứ dùng liên tọi đi cũng được. Ok boy, chúng ta sẽ nâng cấp lên càng cao càng tốt nha anh em. Chỉ có thời gian là ngồi chơi cái này cũng sướng đấy. Cầy Battle Z là cũng ngon đấy anh em. Nhưng mà không có nhiều thời gian lắm như thế. 3.000. Rồi, tiếp tục 3.000 nữa. Nâng cấp. Nâng cấp lên nào. Mastery 21 rồi anh em ạ. Giáp nó trâu quá. Má ơi, cái Mastery Việt nó trâu quá rồi, giáp nó trâu, bây giờ nó không kịp cắn ấy, không kịp ăn bọn này, thế mới khổ chứ. Rồi, tôi sẽ dừng ở đây. Rồi, ok, vẫn chuyển như vậy thôi, không có gì khác cả. Reload và Let Rocks, thế thôi. Đặt liên tục vào anh em ạ, đặt liên tục cái cây này vào, cho tui. Cây gì không có chứ cây này thì phải có, chắc chắn luôn rồi. Liên tục vào bạn ơi. Không cần quan tâm đến mấy cái bọn kia đâu. Tôi còn không có thời gian để mà kịp để thở này. Sợ thật sự luôn. Nó đông quá ấy. Cái giá không đồng chứ. Thật ra là cũng chẳng cần đến mấy cái cây kia. Sức mạnh của chúng ta là đến từ cây lê độc thế thôi. Rồi, lấy thêm một chút điểm ở đây.
Ok, mình nghĩ là cũng sẽ rất là khỏe và rất là hợp lý. Rồi đấy, cứ có lê độc hồi cái là mình dùng luôn anh em. Thế rồi, hiện tại chưa cần vội. Sọc đi anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đang tăng cường sức mạnh. Đang tăng cường sức mạnh lên một xíu. Độc nào. Trời ơi, độc nó bá đạo quá. Độc nó bá đạo quá đi. Hy vọng sẽ được khoảng 10 triệu anh em ạ. Tôi đang gọi là chỉ tập trung vào mỗi cái này thôi, không tập trung vào bất kỳ cái gì khác ngoài cái này ra. Rồi, cho hồi nào bạn ơi. Nó hồi cũng rất là nhanh. Mình muốn hồi nhanh hơn. Tranh thủ giết được con gì giết anh em. Giết được boss rất dễ anh em ạ. Có 2.7 triệu. Hiện tại mới có 2.7 triệu. Sao ít điểm nhỉ? Sao tôi thấy điểm thấp vãi cách là trưởng luôn. Nhưng mà có tận đến 45 giây nữa. Chẳng biết là có lên được 10 triệu không. Và bây giờ vẫn dừng ở cái mốc này thì khó rồi. Không kịp làm gì luôn. Cố gọi là phun hết sức tay đây anh em ạ. Thằng trên mạng được 7 triệu thì mình cũng sẽ cố gắng lên được 7 triệu điểm cho anh em xem. Ôi, đặt trượt, đặt trượt, đặt trượt. Cơ lơ cơ tờ thật sự luôn. Cố lên nào, nhanh lên nào bạn ơi. 6 triệu 2 rồi, không kịp rồi, không kịp rồi. Tôi đang cố hết sức đây. 6 triệu 4 ạ. What the fuck. Tay mẹ không kịp luôn. Dùng liên tội luôn mà chỉ được tầm này là mắc rồi anh em ạ. Ok boy. Tôi cố gọi là cố hết sức. Không làm gì được thêm. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Trong tập kế tiếp. Game hay quá.